Xin chào, chắc hẳn ai trong chúng ta đều không còn xa lạ với những chiếc xe hơi mang thương hiệu Toyota, bởi đây là một trong những thương hiệu ô tô thành công nhất tại Việt Nam. Không chỉ thành công tại Việt Nam, nhà sản xuất ô tô số 1 Nhật Bản đã và đang thành công vang dội trên toàn thế giới. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về con đường thành công của Toyota. Tiền thân của tập đoàn Toyota ra đời vào cuối thế kỷ 19. Tập đoàn Toyota được sáng lập bởi ông Sakichi Toyoda, người đã phát minh ra máy dệt tự động tại Nhật Bản. Tuy nhiên, trong thời kỳ đầu, công ty này hoạt động trong ngành sản xuất máy dệt. Mãi tới năm 1933, gia tộc Toyoda mới bắt đầu sản xuất ô tô. Công việc sản xuất ô tô Toyota được bắt đầu vào những năm 1933 dưới sự chỉ đạo của Kiichiro Toyoda, con trai của nhà sáng lập Sakichi Toyoda. Trung tâm sản xuất xe hơi được thành lập ngay trong lòng của công ty dệt của gia tộc Toyoda. Năm 1935, mẫu xe thương mại đầu tiên của hãng ra đời. Với sự ra đời của chiếc xe tải G1, mẫu xe này đánh dấu cho sự xuất hiện lần đầu tiên trên thị trường của hãng xe hơi số 1 Nhật Bản. Năm 1936, chiếc xe chở khách đầu tiên ra đời. Với sự nỗ lực của những người công nhân sản xuất máy dệt, đến tháng 4 năm 1936, chiếc xe chở khách đầu tiên của Toyota ra đời với tên gọi là Toyota AA. Năm 1937, công ty ô tô Toyota chính thức được thành lập. Công ty ô tô Toyota được thành lập với tiền thân là công ty dệt của dòng họ Toyota. Trước đó, những chiếc xe được bán ra dưới thương hiệu Toyota. Toyota Motor Company chính thức được đăng ký nhãn hiệu vào tháng 8 năm 1937, là nền móng cho ngành sản xuất xe hơi của Nhật Bản. Năm 1955, Toyota bắt đầu thành công trong việc sản xuất xe hơi quy mô lớn và thâm nhập thành công thị trường Mỹ. Gần 20 năm sau kể từ ngày thành lập, mẫu xe Toyota Crown ra đời đã đem lại thành công vang dội cho Toyota. Crown chính là mẫu xe hơi đầu tiên của Toyota thâm nhập thành công thị trường Mỹ, một trong những thị trường rộng lớn và béo bở tại thời điểm đó. Năm 1965, Toyota thâm nhập thành công thị trường châu Âu. Gần 10 năm sau, khi thâm nhập thành công thị trường Mỹ, hãng xe Nhật Bản tiếp tục thâm nhập thành công vào thị trường khó tính nhất trên thế giới là châu Âu với mẫu xe Corona. Corona chính thức được nhập khẩu vào châu Âu sau khi có màn ra mắt ấn tượng tại triển lãm ô tô London vào tháng 11 năm 1965. Vâng, chính là Corona, nhưng một mẫu xe ô tô của Nhật Bản chứ không phải con virus của ông hàng xóm nước ta. Năm 1966, mẫu xe Corolla ra đời. Corolla ra đời mở ra một bước nhảy vọt của Toyota đối với việc chinh phục phân khúc xe hơi phổ thông trên toàn thế giới. Corolla ra đời đúng vào giai đoạn Nhật Bản bước vào thời kỳ xã hội hóa xe hơi, với sự tiện dụng, thân thiện với người lái, phù hợp với đông đảo khách hàng bình dân, nên mẫu xe này đã nhanh chóng đặt kỷ lục về doanh số và trở thành mẫu xe bán chạy hàng đầu tại Nhật Bản trong 33 năm liên tiếp, kể từ năm 1969 đến 2001. Nhật Bản đã bước vào thời kỳ xã hội hóa ô tô từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, còn Việt Nam chúng ta thì mới đến bao giờ? Toyota Corolla cũng chính là mẫu xe bán chạy nhất thế giới trong nhiều năm liền. Tính đến hiện tại, tổng số lượng xe Corolla tiêu thụ trên toàn thế giới đã chạm ngưỡng 40 triệu chiếc. Ở Việt Nam, mẫu xe hạng C Corolla Altis chính là biến thể của chiếc Toyota Corolla được ưa chuộng trên toàn thế giới. Năm 1984, Toyota Camry ra đời. Toyota Camry bắt đầu được sản xuất tại Mỹ trong liên doanh với General Motors, mở ra một kỷ nguyên của một xe sedan huyền thoại thành công ở nhiều thị trường trên toàn thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Năm 1986, Toyota xây dựng nhà máy sản xuất đầu tiên tại Mỹ, đánh dấu sự thâm nhập mạnh mẽ hơn vào thị trường rộng lớn này. Năm 1989, Toyota giới thiệu biểu tượng mới tồn tại cho đến ngày nay. Logo mới chính là sự lồng ghép của ba hình elip vào nhau. Ý nghĩa của logo này chúng ta sẽ tìm hiểu trong một video khác. Trong năm này, hãng xe Nhật Bản cũng ra mắt thương hiệu xe sang Lexus. Cho đến hiện tại, Lexus đã nhiều năm liền được bình chọn là dòng xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ. Tại Việt Nam, Lexus cũng có thể được xem là biểu tượng sự sang trọng và đẳng cấp. Năm 1997, Toyota đã đánh dấu một sự mở đầu cho kỷ nguyên phát triển công nghệ xe hơi thân thiện với môi trường khi cho ra đời mẫu xe hybrid đầu tiên trên thế giới với tên gọi Prius. Nói một cách dễ hiểu thì xe hybrid là xe vận hành kết hợp giữa xăng và điện. Chiếc xe vừa có động cơ xăng và có cả động cơ điện. Còn cụ thể hơn về xe hybrid thì xin hẹn gặp các bạn trong một video khác. Tính đến hiện tại, đã có đến hơn 15 triệu chiếc xe hybrid mang thương hiệu Toyota lăn bánh trên toàn cầu, và phần lớn trong số đó chính là chiếc Prius. Thế mới biết trên toàn thế giới, Toyota là hãng xe hơi đi đầu về công nghệ, chứ không phải một bộ mặt chậm thay đổi, ít trang bị như tại Việt Nam. Năm 2012, Toyota đặt dấu mốc kỷ lục 200 triệu xe bán ra trên toàn thế giới kể từ khi thành lập. Và điều quan trọng hơn, hãng xe Nhật Bản đã chính thức lật đổ General Motors của Mỹ và Volkswagen đến từ Đức để trở thành nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới với tổng số lượng xe bán ra trong năm vượt xa các đối thủ. Tính đến hiện tại, Toyota đã nhiều năm liền là nhà sản xuất xe hơi lớn nhất thế giới. Toyota được đặc biệt ưa chuộng tại nhiều thị trường khó tính như thị trường Bắc Mỹ, thị trường Trung Đông. Thương hiệu hạng sang Lexus cũng trở thành biểu tượng của sự sang trọng và đáng tin cậy trên toàn thế giới, khi thương hiệu này đã có tới 40 lần được bình chọn là dòng xe đáng tin cậy nhất tại Mỹ. Toyota hiện tại chính là biểu tượng sự thành công của ngành công nghiệp ô tô trên toàn thế giới, và là hình mẫu về các triết lý sản xuất cũng như các triết lý kinh doanh được nhiều công ty, tập đoàn trên thế giới nghiên cứu và áp dụng. Tính đến hết năm 2020, Toyota chính là tập đoàn có tổng giá trị vốn hóa lớn nhất Nhật Bản. Hãng xe này hiện có 63 nhà máy trên toàn thế giới, trong đó có 12 nhà máy tại Nhật Bản và 51 nhà máy được đặt tại 26 quốc gia khác nhau, trong đó có một nhà máy tại Việt Nam được đặt tại tỉnh Vĩnh Phúc. Tại Việt Nam, trong giai đoạn thập niên 90 đến những năm 2000, cứ 10 chiếc xe hơi bán ra thì có tới 4 đến 5 chiếc mang thương hiệu Toyota. Đến hiện tại, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng một nửa. Nhưng Toyota vẫn là thương hiệu mang đến sự ổn định và giá trị cốt lõi lâu dài nhất cho người Việt. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.